Xin chào bà con ha. Hôm nay mình chạy một vòng đi ngang đây thì thấy cái cuộc sống này nó yên tĩnh, giống như ngày xưa vậy đó. Nên là mình ghé mình quay vài hình ảnh cho bà con mình coi. Tại vì có thể ở miền Tây xa hơn á thì cuộc sống vẫn như vậy, nhưng mà hiện tại mình ở gần Sài Gòn á, ở Long An thì chắc là sau này khu công nghiệp lên rồi, cũng không có còn thấy nhiều cái cảnh giống như bây giờ. Cách đây mười mấy năm á, thì cái này là cuộc sống mình ở đây bình thường ha. Nhưng mà bây giờ cô chú anh chị đi làm xí nghiệp, ruộng thì ít người chăm sóc, nên là bây giờ mình ra thấy không, đâu có mấy người chăm sóc ruộng đâu. Có cô đang chăm sóc lúa mạ nè, lại mình nói chuyện cô chơi ha. Mà giờ ra phơi nắng chắc cũng không chịu nổi coi ha. Tôi nhỏ giờ ra không nổi đâu. Dạ. Công nhận hồi xưa sao mà giỏi ta, phơi nắng cả ngày cấy. Khúc kia mới cấy hay sao mà nó vàng vậy con? Mới cấy nó đậm mình nhổ lên cầm lại đó. Nó đậm mình bữa hai. Cô cấy tay hay là cấy nọc? Tay luôn hả? Tay. Con cứng quá mới nọc chứ còn miệng thì cũng tay. Dạ. Nước đây trong vắt luôn, đẹp quá. Mà không thấy cá nào đó đâu ta. Hồi trước cỡ này là cá rô con mà chạy rần rần mùa này nè. Trầu cửng nè, cá lóc con. Dạ con ở kinh nước mặn nè. Cô kinh nước mặn bên cầu hả con? Dạ. Ở đây giờ thấy làm công ty xí nghiệp nên đất lên giá, giờ người ta không muốn làm ruộng nữa con ha. Cô có ruộng bự quá ha, lớn quá trời luôn. Cái gò bên kia cũng cô luôn hả? Có cửa nãy. Dạ. Ủa nãy là bằng nhân công hay sao mà nãy bằng chúng? Có bà đi làm bà đó. Dạ. Làm cỏ rồi mới về mới đi ra ruộng. Đó có gò đó bánh đồng rồi. Dạ. Hồi xưa cấy thì nhiều người, giờ cấy giờ nói chuyện đỡ mệt. Còn bây giờ một người cấy chăn chát chịu không nổi. Mát thì mình nắng là nghỉ. Dạ. Ở đây là gọi là gì ta, Phước Đông hả cô? Phước Đông. Ấp mấy con? Ấp 7. Dạ. Đây chứ ấp 7. Ấp 7. Xích lên đi cho nó cháu. Giờ là lớn tuổi là làm kiểu cho vui, tập thể dục cho khỏe. Chứ ở nhà cũng chịu không nổi, mẹ gần vậy. Nói trời ơi mẹ làm cực quá, thôi mẹ ở nhà đi, nó ra đi tới đi lui chứ nhà không biết làm gì. Bên Cồng Kinh ở ở khúc nào? Dạ ở giữa Cù Lao á con, ở ấp Đông. Đông hả? Dạ. Nhà cô đông con không? Ba đứa à. Dạ, giống nhà con vậy, nhà con cũng ba anh chị em. Con gái không? Dạ con chị cả rồi, ông anh rồi tới con. Mà giờ không ai chịu ra ruộng.
Ở đây còn tiếng gà gáy dữ ha. Ruộng nhiều hết. Dạ cũng có khoảng 4-5 công đó con. Đây là cái gì ta, 4-50 sào á ở quê mình. Còn ở ở chỗ xa thì người ta một sào là một công. Rồi thứ mình là một công là tới 10 sào. Chứ là cái nửa mẫu à. Cái ruộng của cô này cũng phải cỡ 30-40 sào hả? Ba mấy sào. Dạ. Nhưng mà sát lộ này ngon quá chừng nè. Cái này mà cất nhà ở với làm cái vườn mát mẻ ha. Con thích nhà rộng rãi vậy á, trồng cây rồi rồi. Ở đây có cái ao lớn quá trời luôn nè. Giờ hiếm có nhà nào có ao bự vậy. Ngày xưa mấy ao lớn về đi cắm câu ếch dữ lắm. Nhà cô chắc ở dưới sớm dưới đây hả? Nhà nào cô? Ủa nhà phía trước này hả? Ờ nhà sát lộ luôn. Nãy con thấy cô ra kia con tưởng nhà dưới kia. À dạ. Con thấy đi xuống dưới kia tưởng ruộng ở trên đây mà nhà tốt chứ đó. Đây sát lộ mốt cô buôn bán tiện ha. Giờ thấy khu công nghiệp đó cô, cái khu dân cư nữa. Bán đồ ăn rồi cũng ngon nữa. Chia cho mấy con hả? À. Là chỗ này dày rồi chiết ra rồi đem bên kia cấy. Dạ. Giờ chắc cô làm một vụ chứ hả cô? Trời ơi, hai vụ hả? Hồi xưa con nhớ hai vụ rồi, đi tắt đất mẹ muốn chết luôn. Tắt tay không à. Đó còn nhỏ nhỏ xíu á. Cả nhà mẹ chia cho một đứa ăn gốc. Tác phụ chứ mẹ làm không nổi. Giờ ở đâu cũng có bờ đan sướng quá chừng ta. Sạch sẽ. Ở bên đây đất bỏ hoang hả con? Cỏ quá trời nè. Dạ. Đúng rồi, lúc này không thấy con cá nào luôn ta. Ruộng mênh mông vậy nè, không nhìn thấy luôn. Chắc xiệt quá, xiệt điện á, chết hết. Ở đây chắc bà dòng họ bà con không hả cô? Không có bà xóm hả? Tại thường ở lâu rồi thấy bà con anh chị em không à? Cái mạ này nó không dính đất ha? Hay là tại cô nhổ rồi cô vũ nó? Để nặng hả? Nếu vậy cô trồng lúa ngắn ngày rồi hai vụ. Dạ. Chứ ở chỗ con giờ là trồng một vụ là trồng hơn lại cái xong à. Tại vì không có nước đó cô. Ở đây lấy nước ra vô được không? Dạ còn chỗ con giờ bên đó nhà đông quá đó. Là lấy ruộng cái bơm nước vô lấy nước ra không được, không có chỗ. Mừng một vụ mà nhiều khi không có ăn. Tại vì nhiều khi nước không có rồi cái vài ngày cái dông gió đó nó sập. Vậy là nằm đó mà rạch đào đó hả? Dạ rạch đào là sát ngoài sông rồi, còn con ở giữa cù lao á. Dạ. Nếu mà dưới rạch đào dưới thì vẫn làm ruộng được. Có cái con kênh thoát nước á. Giờ kiếm con cấy chắc hiếm hả con?
Con nhớ cái mùa này là bắt đầu kỳ ta đi khoảng cả chục hai chục con cấy đi giáp ra ngày nào bắt đầu cái thấy ruộng nào đang cần cái người ta xuống luôn à, chứ không có cần kêu nữa. Đó thì vậy đó. Đó thì mình đi kiếm. Dạ. Kiếm mà giờ thì đâu có đâu kiếm. Ví dụ ruộng nó có chút xíu mà người ta xuống ào cái xong cái rồi qua ruộng khác nhanh lắm. Đó cấy già cấy lá rồi xong. Dạ, rồi cấy dàn công nữa. Ví dụ nhà này cấy cho nhà kia rồi ngày mai ta cấy lại. Con gì kêu ta? Chim hay dế con? Chim. Kêu dữ thật. Ở xa xa ngoài đây thì nó yên tĩnh, chứ sát lộ xe rần rần nghe cũng mệt. Một mình cô vậy rồi làm bao nhiêu ngày mới xong được cái ruộng này? Cấy nè. Rồi làm rồi. Tuần xong không? Hôm nay cả tuần rồi. Chưa xong hả? Nhưng mà làm một mình mệt lắm. Làm kiếm người vừa làm vừa nói chuyện á. Khỏe lắm. Dạ. Mận dàn công giống như có cô nãy á. Rủ rồi dàn công. Trời ơi. Không có công. Dạ. Dạ. Giờ công cũng mắc nữa, mần thuê là lỗ. Mà giờ có tiền thì kêu không có. Dạ. Với mần là lỗ á, lỗ làm ruộng lỗ chết luôn. Không phải nó có tiền là kiếm công có đâu. Dạ. Giờ người ta không có chịu lội ruộng đâu. Giống như cô cho mấy em mà trẻ trẻ lội xuống rồi chút xíu mà đi làm móng tay móng chân cái là hết tiền rồi. Hết cái tiền công ngày đó. Nên người ta không cho lội ruộng. Làm xí nghiệp là sạch sẽ hơn ha. Sáng sớm này dễ chịu quá ha. Vậy chứ chút trưa nắng lên nó gắt vậy lắm. Ở đây cơm nước cũng phải đi chợ hả con, chứ mình đâu có nuôi cá nuôi tôm hả con. Bán dạo hả? Thấy có mấy người đạp xe đạp hay chạy xe máy chở lĩnh cảnh á, bán đủ đồ luôn. Dạ. Hồi trước con nhớ là đi cấy đầu nấu xôi nấu bắp xách ra giờ này nè, gọi là nửa buổi hả, cỡ 7-8 giờ cho ăn nửa buổi. Hồi trước là cái đất đồng mình nó có giá tại vì nó làm ruộng nó trúng mùa hơn đất rẫy á con. Giờ đất rẫy người ta nuôi tôm cũng có giá vậy lắm. Chúng vụ mấy trăm triệu. Còn mình làm ở đây mà nếu như cỡ 40 sào đất 4 công á mà làm một năm chắc chừng được mười mấy triệu à ha. Tiền lúa. Dạ. Chưa. Trừ tiền công mình ra là coi như một tháng làm chừng triệu tiền công à. Thôi vậy giờ đi làm hãng xưởng cũng được 5-6 triệu. Dạ. Mấy tháng trời bán như ruộng đây bán lúa có chừng là 3-4 triệu bạc chứ nhiêu. Dạ. Nhưng mà đâu phải trúng mùa đâu, nhiều khi lúa sập. Đâu phải trúng mùa. Bão rồi đó. Dạ. Rồi công nhân người ta bằng có tháng là 5 triệu rồi. Dạ, người ta tháng cho rồi. Mua nhiều lúa rồi. Khỏi phải lo. Cứ vô cái là công ty nó lo hết. Còn đây làm mà giống như mấy cái cỏ này nè. Mặc dù mình không làm cũng được nhưng mà không thấy không chịu nổi. Cái mà làm mấy cái này cái mất thời gian vậy lắm. Ừ. Có bờ. Nó rụng hột xuống nè. Dạ. Phải mặn và mặn ruộng rồi. Còn đây. Mẹ làm ruộng á thì mình làm lúa, mình thu hoạch lúa. Còn giờ phải làm có bờ mà đâu có ra lúa đâu. Nhưng mà phải làm, thấy chịu không nổi. Nó đổ xuống ruộng, nó lên. Dạ. Tại vì tốn công nhiều lắm.
với cái nữa là mẹ nói tự nhiên người ta đi ngang ruộng mình mà ta thấy cỏ cái đống người ta nói cái mình ngại tao quở. Sao tao quở? Bà này làm biết dạ. Cỏ rác không. Bởi vậy ruộng của mình mà lại sợ người khác nói. Dạ. Cái mừng hay đẹp người ta khen. Dạ. Đó. Khen dạ mừng lắm. Làm ra người ta khen. Dạ. Bởi vậy mình khổ là muốn được ta khen ha không? Đấy bờ đẹp quá, đắp lăng hính nè. Cỏ mà sạch bóng. Ủa con nói này là vụ 2 hả? Vụ một đầu chứ hả? Vụ đầu. Dạ. Còn con thấy ở trên khúc trên kia làm 3 vụ luôn, ngay chỗ đường 19 tháng 5 á. Là có nước. Làm là ngày Tết là thêm vụ nữa. Đến gần kinh bự. Dạ, có nước. Còn đây kinh nhỏ. Ở miền Tây thì người ta lấy được nước ngọt vô, còn chỗ mình dùng nước mặn nè, đâu có lấy được nước đâu. Cô hôm nay chắc cũng tầm ngoài 60 hả con? 69. Ừ, vậy bằng tuổi mẹ con à. Dạ. Con thấy cỡ cỡ trạng. Vậy chắc cháu nội cháu ngoại cả đống rồi ha. Mới có một đứa cháu ngoại nội. Dạ. Mẹ con thì 4 nội 2 cháu ngoại. 3 đứa con mỗi người 2 đứa nữa. Giờ sanh cái đó rồi, sinh đẻ nhiều quá lo không nổi. Cô có một thằng 2 đứa đó. Dạ. 2 thằng 4 đứa. Còn thằng Út chưa? Út này cô lớn chưa? Lớn rồi. Con Út là con 37 38 à. Dạ. Út gì nay 39 rồi. Ủa, vậy hả? Vậy cũng cỡ trạng mẹ con. Ừ. Thường chắc nóng nóng vô chứ giờ cái tới trưa đâu chịu nổi con hả? Ừ, hết vô. Nắng vô. Này nắng sớm quá ta, mới 7 giờ mà hay nóng rồi đó. Hồi trưa vậy mà làm tới 11 giờ trưa rồi bắt đầu 1 giờ mấy 2 giờ ra. Ừ. Nước nó nóng y như nó sôi. Giờ sao cô không giao ruộng lại cho con cô làm đi? Lớn tuổi rồi ai có trách nhiệm giao lại người đó làm. Thì cho nữa ở riêng này cho ở riêng mần chứ giờ ai mần không ai mần bỏ thấy uổng quá hả. Xót. Như con vậy đó ở ruộng trảnh con nói mẹ bỏ đi khỏi làm nữa chứ mẹ nói không được phải làm chứ. Ừ. Cuối cùng con nói kiếm bác nào mà cho làm miễn phí á con cho làm luôn nhưng mà tới cuối năm á người ta cũng cho lại gạo mình ăn. Có cho anh ta mặn không? Dạ có rồi bây giờ mẹ chỉ làm cái vườn rau thôi. Ừ. Mẹ chăm sóc suốt ngày còn cái ruộng con đẩy đi rồi con mừng rồi. Con nói thôi mẹ làm rồi bước áp lên này nữa mà mẹ thấy ruộng bỏ không mẹ nói tội. Dạ, rồi giờ nhờ cái bác kia là thằng xóm làm giùm. Làm vụ vậy, ông cho nhiêu? Ừ, nếu mà quy ra gạo cũng được cỡ được 1 triệu á bác. Là nhiêu ta nếu mà 1 triệu thì mấy dạ gạo cô? 1 triệu gạo ngon chừng 2 dạ. Dạ là 1 năm á. Dạ tại vì chủ yếu làm cho không để canh ruộng cho nó sạch sẽ cho đẹp không có rác chứ bây giờ mướn người ta làm giùm người ta không làm. Mướn không làm. Ta không làm nữa. Cũng không có người làm nữa. Dạ để ta làm ta giữ đất rồi. Con hồi cách đây mười mấy 20 năm nhỏ xíu con cũng ra ruộng nè rồi đi trà lúa nè. đi hứng trấu. Giờ không còn cảnh này nữa. Giờ đem bán cái lúa tươi á con. Mình khỏi phơi nữa. Dạ, cái nào để ăn để con. Dạ, nào để ăn thì mình ấy. Bán. Dạ. Chứ để làm giống, phơi làm giống à.
mấy đứa nhỏ vợ sướng nó đâu có như con hay như thầy cô đó xưa. Nhỏ xíu mặc ra làm ruộng cũng phơi nắng như người lớn á cô. Chọc đất chọc sinh suốt ngày. Dạ vợ con có cửa hàng tại nhà luôn, bán tại nhà. Còn con thì làm ở Sài Gòn, sáng chạy đi chiều chạy về. À, dạ con làm bên thiết bị y tế, bán máy đo huyết áp, máy đo tiểu đường rồi đó. Chứ bán khô cá, thực phẩm sạch cho bà con ở xa. Con có làm lạp xưởng đó không? Lạp xưởng tươi của mình á, Cần Đước nè. Dạ, con đem Sài Gòn bán. Chế rảnh rỗi đi quay phim rồi chơi cho bà con coi. Con đang quay phim cho cái kênh Cuộc Sống Miền Nam. Cuộc Sống Đời Thường. Bây giờ còn quay được chứ vài năm nữa chỗ mình chắc không ai trồng lúa nữa. Làm không nổi. Qua cái đợt của cô rồi tới đợt trẻ rồi ta không thèm làm nữa. Không có sức làm á cô. Ra phơi nắng xíu là dễ về dễ bệnh. Tại lâu lâu mới xuống ruộng mà. Với lại xứ mình ruộng nó cũng không nhiều nên là đâu có làm công nghiệp giống như ở miền Tây cơ. Kia là giao cho máy xới mấy đồ cũng làm hết. Còn giờ cứ qua dướng nhà máy nó đi không được. Vậy cô làm việc nha, con về nha. Giờ vẫn còn mát, dễ chịu ha. Ở bên đây là cầm rò đặng xịt thuốc hả không cô? Cầm đặng thấy hàng đặng cho nó đi thẳng. Dạ. À, bữa nay thì mình chạy ngang để thấy mấy cô đang làm ruộng, thấy mát mẻ cảnh đẹp. Chạy dừng lại quay cho bà con mình coi ha. Đây chọc kẹo cô. Với lại nghe cô kể chuyện quê cho bà con mình nghe. Tạm biệt cô chú mình ha. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.